单挑的。那一次战将破了个蛋，踢出队长叫索隆马鞭子，换了一把上浪把前蹲，打的神龙错，先打上浪个，就后面神龙没事也会玩一下工具了，就是打石头兵啊。来看一下第四局，我阵地流嘛，你上浪敢 hit 地？神龙，下浪过把你那个敢 hit 地，各位，mình khá là nhớ cái quân hit 地啊，前tướng của mình nhớ cái quân hit 地, vì mình rất nhớ quân hit 地 này. Các bạn thấy cái chữ cái ký tự đầu tiên, cái ký tự đầu tiên trong quân hit 地 nó khá là giống với ký tự bình rượu. Đấy, mình nhớ một vài ký tự từ tiếng Trung Quốc, mình không biết tiếng Trung. Mình không biết tiếng Trung nhưng mình nhớ được một vài ký tự. Đấy, thành ra là mình thấy có vẻ như là chiến tướng trận này là người cầm Hitty. Trên cái map Hikari thì Hitty là quân lại quân đẹp nhất thế giới rồi. Cái map Hikari thì khi mà các bạn cầm Hitty thì không sợ bất kỳ một loại loằng ngoằn gì khác cả. Nhưng mà không biết map biển nó như thế nào. Map Island. Xi Tai tại 不管是打随机啊打死亡啊这个Xi Tai都是很强。Chiến tướng đang đi dò khá là dị. Chiến tướng đang đi dò theo kiểu là đi sát sát bờ biển. Sao không phải những sao không phải những tình huống đi dò theo kiểu là cánh hình vòng tròn mà lại đi theo kiểu cánh hình đi theo kiểu bờ biển này nhỉ? Cũng không biết có mưu gì hay là trong cái mặt biển lại thi đấu kiểu như vậy. Chúng ta cùng chờ xem nào. Nhưng mà mình nghĩ rằng dò kiểu gì thì dò vẫn sẽ phải đi dò hết cái khu quanh nhà chính đã. Có lẽ chiến tướng muốn đi dò xa hơn để chả biết là để làm cái gì cả. Chắc đi dò cho vui thôi. Quả đầu bởi cây và có một con voi rất gần nhà chính. Con này đưa về rất dễ dàng thôi. Như vậy đi dò ra khu vực phía xa xa đây và thấy một con sư tử. Đang bắt đầu đưa con voi này về. Như vậy là một trận thi đấu mà chiến tướng anh bây giờ mới thiết kế đồ lò về. Các bạn thấy rằng là nhà của chiến tướng có một cái bãi, có một cái mỏ cá khá là, cái bãi cá khá là gần nhà chính. Nếu như mà trong những trận thi đấu trước thì mình thấy rằng Sang Long phi cái bãi cá này rất là sớm luôn. Phi bãi cá siêu sớm nhưng mà chiến tướng bây giờ mới ăn. Và một điểm bất lợi nữa đó là các bạn thấy đây là nhà chính của chiến tướng lại rất gần so với bờ biển. Nhà chính của chiến tướng gần ngay mép bờ biển luôn. Và theo kiểu như này nếu như mà Sang Long có một vài đơn vị thuyền thả vào đây để bắn ăn móc máy thì chiến tướng rất khó chịu, cực kỳ khó chịu luôn. Một chiếc S đóng để nhân đôi tiếp, có thể là nhân ba luôn, ăn một lúc ba bãi cá và một cánh rừng hơi xấu xí. Đúng rồi, các bạn thấy chỉ có một cái vũng con thôi, một cái lỗ con trên bản đồ thôi, có một tí nước và cũng có một đáy cá, vẫn được 100, vẫn được tính là 250 thực thì 250 thực thì nghe phải ít, nhưng mà các bạn biết rằng là 250 thực mà theo kiểu chả mất cái gì như này thì trọn vẹn hơn hai con hiêu và có vẻ thậm chí còn hơn cả một con voi cơ. Đấy, nó không mất công phi, không mất công lùa cả, chỉ một cái điểm đó là ăn nó hơi xa tí thôi. Đó, nó rất tiện lợi như vậy. Một tình huống mà chiến tướng quyết định đóng một chiếc BS để có thể ăn được một bầy hiếu 4. Không lùa, không nữa gì cả. Đóng S ăn chay luôn. Một bầy hiếu 4 và một mỏ cá phía xa. Sao 5 người cầm quân gì mình cũng không chắc chắn lắm. Nhưng nhiều khả năng là chiến tướng cầm Hitty. Nếu như mình nhớ không nhầm, còn mình nhớ nhầm thì mình cũng không chắc chắn lắm. Với mình thì chả có gì chắc chắn cả. Như vậy là chiến tướng quyết định vẫn ép với 27 nông dân. Sang Long những trận thi đấu trước, cả chiến tướng cũng như những trận thi đấu trước anh đều những bài ép khá trâu dân, ép khá trâu dân của bất kỳ quân gì đó cả. Sau đó sẽ là thời điểm từ 2 đến 3 sẽ xin thêm những, xây thêm những nhà BD, xây thêm nhà BD và xin những con thuyền ra. Những con thuyền đánh cá đó sẽ làm nhiệm vụ đó là đánh khai thác thực. Những con thuyền đánh cá sẽ làm nhiệm vụ khai thác thực, còn đâu sẽ là những nông dân chủ yếu chặt gỗ thôi. Chủ yếu sẽ là nông dân chặt gỗ, còn thuyền đánh cá sẽ làm nhiệm vụ khai thác thực thay cho nông dân. Như vậy là lượng nông dân sẽ là hầu như sẽ chặt gỗ hết. Đấy, mình nhìn thấy đây chiến tướng đang có lượng thực như này, không biết có đủ 800 thực để kích đòi chuẩn hay không. Kèo thi đấu map biển này các bạn như là được cho phép các bạn chơi theo kiểu đó là các bạn dâng thuyền trở lên. Các bạn lợi tận dụng lợi thế ép đời của một số quân ép đời lợi. Per Pan Sang, các bạn tận dụng lợi thế lên đời sớm.
các bạn chơi theo kiểu đó là lên đời sớm hơn, xây nhà BD, xin một vài con nông dân ra vào cái nhà BD đó, sau đó sẽ là xin một con thuyền chở, xin con thuyền chở, sau đó sẽ chở con nông dân đó đổ bộ sang nhà của đối phương, đổ bộ sang nhà đối phương và tận dụng lợi thế lên đời sớm hơn. Các bạn công tê hoặc các bạn công quẩy, các bạn công giò sang nhà của đối phương đấy, như mình thấy hầu như sẽ là những tình huống công tê và công quẩy. CBD, CBD thì xây sẽ thêm BM nữa là sẽ là ok, kích được đòi hình như vậy. Nhưng mình thấy chiến tướng xây cả nhà BB và BA, không biết nhà BD là tính có giống như là BD không. BD không biết tính như BB không nhỉ. Sang Long là một bài lên đời sớm hơn chiến tướng rất nhiều và anh đang chủ động đào vàng sớm. Như vậy là chiến tướng đã công lên với con thuyền chó, đổ được hai nông dân rất đen. Như vậy chiến tướng Sang Long trận này hơi đen rồi, anh đổ được hai con nông dân lên đây thì lại là hai con nông dân đổ vào cái đảo mà không phải thuộc về đảo của chiến tướng, mà là một tình huống cập bến hơi sai lầm. Té ngay sang đảo bên này và chở đổ được hai nông dân rồi, ok, hai nông dân chết một. Như vậy là không chết, như vậy con nông dân vẫn chưa chết và chiến tướng sẽ đập truy sát hai con nông dân này. Một tình huống dâng hai con nông dân hơi lỗi từ kiến thủ Sang Long. Dâng một cái tình huống đầu tiên thì là dâng bị phát hiện, dâng vào cái nhà mà dâng vào cái đảo mà không phải là đảo của nguyên thủ chiến tướng. Sang Long tách dân ra, tách được một con nông dân. Như vậy là con nông dân ít máu thì đang bị hai con nông dân của chiến tướng lùa, con nông dân còn đầy bình thì đang núp ở đâu đó rồi. Hitty cầm chiến tướng, cầm một quân Hitty và quân những con thuyền của Hitty gọi như là đang có rất tầm xa rất khủng khiếp. Tầm xa thường đầu đã là 5+5 rồi, bình thường sẽ là 5+1, còn đây Hitty đang là 5+5 cơ. Mình không nhớ lắm về những quân trong mắt biển, mình không biết nó chính xác hay không, nhưng chiến tướng tầm xa đang quá xa, 5+5 tầm xa 10. Sang Long thì là 6+1, thì như vậy là Hitty được lợi thế hơn thuyền về tầm xa. Thuyền tầm xa của Hitty lợi thế hơn 5+5. Chắc là có cái bố gỗ rồi. Sang Long bắt đầu thả vào đây. Một con lạc đà. Chiến tướng trên đất liền anh chưa những đơn vị bộ binh để có thể đỡ lại những con lạc đà này. Đang có hai nhà BA, như vậy là sẽ xin cùng rồi Hitty ra vào thi đấu. Chiến tướng bắt đầu trận này bắt đầu thi đấu theo kiểu điều thuyền chạy ngang rồi. Trận này thì chiến tướng lại điều thuyền chạy ngang. Trận trước anh điều giật đùi, còn trận này là chạy ngang. Có vẻ như là trận nhận ra rằng là chạy ngang lại vẫn lợi thế hơn. Chiến tướng vẫn là trong thế thủ thôi. Bây giờ Sang Long có 3 lạc đà. Lạc đà chạy tương đối tít, có vẻ như lạc đà của 3 hay sao nhỉ? Chạy rất rất tít các bạn thấy. Những con nông dân này nếu như muốn sống lâu hơn thì có thể đả chơi theo kiểu đó là đứng xa sát mép bờ biển. Sát bờ biển thì như vậy là những cái thuyền kia sẽ không phải Hitty. Đây không phải chuyện thơ, không phải Pan. Nhìn cái móng nhà kiểu như kia không phải móng nhà của Pan rồi. Có vẻ như chiến tướng là người cầm hit. Móng nhà như thế này thì sẽ là hit. Hit này, Minoan này. À không, hit baby. Baby không phải, baby có 3 chữ cơ. Hay lại là Pơ. Sơn Long hay có rất nhiều trận thuyền đó. Hay lại là Persian. Vì các bạn thấy rằng chiến Sơn Long lên đời rất sớm. Một lượng thuyền rất đông của cầu thủ Sang Long đang quê chiến tướng. Tương này chiến tướng cần phải để ý hơn. Thêm hai con thuyền nữa bên trọ. Như vậy là chiến tướng có thể thủ được nhà BD. Thủ được nhà BD nhưng mà Sang Long với lượng lạc đà của Sang Long quá đông trên bờ. Coi như Sang Long cầm Pơ rồi. Sang Long cầm Pơ lên đời là cực kỳ sớm luôn. Trên bờ thì lạc đà quấy, dưới biển thì những con thuyền đang bắn. Nhưng mà để mà công được vào nhà của game thủ chiến công được cái nhà BD này, game thủ chiến tướng rất khó khăn do những con thuyền tầm xa nó hơn hẳn cơ, hơn hẳn nó 4 tầm xa thì phải đấy, thành ra là rất khó để công được vào. Nhưng hết dân rồi, chiến tướng hết dân rồi, tham gia chỉ đang còn là 20, tham gia đang là 20. Những con lạc đà của Persian game thủ đến từ game thủ Sang Long rất khó chịu, thả được nhà bên lò lên bờ của Sang chiến tướng phát là thắng ngay, khá căng thẳng. Chiến thuật rất chuẩn mực đến từ Sang Long, siêu chuẩn mực về chiến thuật. Đây, tận dụng lại thế hơn, tận dụng lại thế đời sớm hơn và thả lạc đà. Quá khó cho chiến tướng, nhà của Sang Long thì chưa mất gì nhiều. Tình huống tách dân thời điểm đầu của chiến tướng của Sang Long cũng rất tinh tế, các bạn thấy tách dân cực kỳ tinh tế luôn. Tách dân theo kiểu là tách một con nông dân ít máu ra, thả thính để cho hai con nông dân của chiến tướng đuổi theo. Thế như vậy là vẫn giữ được một con nông dân phun máu và xây. Xây ngon nghẻ những nhà BL trên đất liền. Chiến tướng vẫn chưa quyết, đang hơi chảy cối một tí.
Những kèo thi đấu map thuyền này, những kèo thi đấu map biển đang tỏa ra rất hấp dẫn khi mà trận đấu thường xuyên rất là ngắn, hầu như chỉ có 10, 12, 13 phút thôi. Thi đấu rất nhanh, rất khẩn trương. Chiến tướng vẫn đang chạy cối. Không biết anh lấy cái cơ sở gì để mà thắng được đây. Trong kèo thi đấu map Yukauchi thì Persian nó không có xe, còn Hitty, những con cung đỏ Hitty nó quản rất là khó chịu. Nhưng mà trong kèo thi đấu map biển như này thì lấy cái cơ sở gì chạy cối làm bây giờ anh ơi. Tham anh chỉ còn là 19 thôi mà. Những con thuyền của Sang Long tầm xa là ít hơn, tầm xa là ngắn hơn, nó chỉ có 6 cộng 1 thôi. Nhưng mà nó quá đông. Những con lạc đà thì chém dần, các bạn thấy quá khó chịu. Rất đông lạc đà. Sang Long đang có 6 con lạc đà đứng trên bờ nhà cái thủ chiến tướng. Chiến tướng vẫn đập rất kiên trì. Lòng thiếu hết chỗ lạc đà này vào chỗ dân này thì cũng được, không phải ngán gì cả. Thiêu đi. Hết lại đẻ, hết lại đẻ. Rồi, chiến tướng tham còn 10. Bao giờ mới quyết đây? Bao giờ mới quyết đây? Chảy cối thế rồi. Tham còn 5, nào. Quyết, tỷ số là 3-1 cho Sang Long.